Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị xem thông tin về cách rửa tay. Điều quan trọng nhất để bảo vệ gia đình quý vị khỏi lăng bệnh là rửa tay đúng và thường xuyên. Rửa tay với xà bông và nước trong. Chà tay ít nhất 20 giây. Nhớ rửa mu tay, ở giữa những ngón tay, đầu ngón tay, dưới móng tay, cổ tay và ngón tay cái. Rửa sạch tay và lau khô với khăn giấy hoặc máy sấy khô. Nếu quý vị quan tâm đến sự sạch sẽ của môi trường, hãy sử dụng khăn giấy khi mở cửa. Nếu không có sẵn xà bông và nước trong, quý vị có thể dùng chất khử trùng tay, phải có ít nhất là 60% alcohol. Để biết thêm thông tin, xin đến trang mạng sfdph.org.